tiếp tục nỗ lực giải cứu thịt heo, hỗ trợ người chăn nuôi. Một số doanh nghiệp kinh doanh thịt heo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giảm giá mạnh thịt heo sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để kích thích tiêu dùng. Chiến dịch giải cứu thịt heo diễn ra hơn một tháng qua, nhưng nhiều nơi người tiêu dùng vẫn thắc mắc chỉ mua được thịt giá rẻ tại các điểm bán giải cứu hoặc tại chợ. Còn giá thịt heo tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị không giảm hoặc chỉ giảm nhẹ. Giải thích điều này, một số doanh nghiệp cho biết do giá thu mua heo theo các tiêu chuẩn an toàn không giảm nhiều như giá thị trường nên giá bán không thể giảm sâu. Tuy nhiên mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ An Hạ, đơn vị cung cấp thịt heo Việt Gáp trong chương trình dự án LipShop đã đưa ra chương trình giảm giá mạnh cho thịt heo Việt Gáp tại các điểm bán của doanh nghiệp với mức giá từ 30 đến 70 ngàn đồng một ký tùy loại. Để thực hiện điều này, đại diện An Hạ cho biết công ty chấp nhận giảm lợi nhuận xuống chỉ còn 100 ngàn đồng một con heo để thúc đẩy lượng tiêu thụ, lấy số lượng làm lời. Cụ thể, sau 3 ngày giảm giá, hơn 9 tấn thịt heo Việt Gáp đã được tiêu thụ tại các cơ sở của An Hạ. Sau An Hạ, công ty Vietsun cũng đã tung ra chương trình giảm giá sốt thịt heo Việt Gáp từ 30 đến 42% đối với các mặt hàng thịt heo Việt Gáp loại 1 từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2017 tại toàn bộ điểm bán thịt tươi sống trên kênh siêu thị của công ty. Theo đó, giá thịt heo đùi của Vietsun sẽ giảm từ 77.500 đồng một ký xuống còn 50.000 đồng một ký, thịt heo vai 45.000 đồng một ký, nạc đùi vai heo còn 60.000 đồng một ký, cút lết 45.000 đồng một ký. Đại diện Vietsun cho biết nguồn heo này được mua từ các trang trại nuôi có chứng nhận Việt Gáp đã được chứng nhận, kiểm tra, kiểm soát bởi các đơn vị chức năng.